Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Hôm nay lên sóng cho các bác của em Họa Mi rất là cao cầu các bác nhé, mỏ vàng chân vàng luôn, chim hót rất là tốt, đặc biệt rất là mau mỏ các bác nhé. Em này thuần khoảng tầm 75% 80% này các bác nhé, chim cực dễ chơi luôn, đặc biệt là mau mỏ, giọng thì nguyên giọng rừng rồi các bạn. Hãy zoom sát cho các bác xem cái mỏ của em nó nha. Đây, mỏ vàng cho các bác. Đầu mặt cực đẹp luôn. Đây. Các bác thấy chất không? Rất là đẹp luôn các bác. Mỏ vàng ươm. Em này mà bác nào mà có điều kiện chăm sóc tốt, ăn uống tốt, cám tốt thì sang năm mỏ sẽ vàng hơn rất là nhiều. Đặc biệt là qua vụ lông này thì một em họ Mi cực ưng ý luôn. Đây, các bác nhìn chân nhá, chân này rất là đẹp, móng mèo, móng mèo, đặc biệt là bởi vì do mấy anh em dân bản không chăm sóc được kỹ nên là lông lá nó hơi bị xấu, nhưng mà cũng không sao, bởi vì đến sắp đến mùa thay lông rồi, sắp đến mùa thay lông rồi nên là anh em chỉ cần nuôi khoảng tầm tháng 2 tháng nữa là chim có bộ lông mới là chơi là hoàn toàn yên tâm vô tư luôn anh em. Nghe giọng hót của anh nó thì anh em biết chim rất là mau mỏ các bác nhá, cao cầu, rất là đẹp. Thời tiết nó đang rất là âm u, chuẩn bị mưa nên là cái việc lấy nét của một con chim cảm thấy rất là khó bởi vì máy của em nó không phải máy hiện đại. Đây, các bác xem tạm nhá. Đây, để tập lấy nét này. Đấy. Giọng hay nhỉ, giọng em này cực phê luôn các bạn. Anh em nào mà thích giọng quá hay con chim luôn. Hót rất là bệt cầu các bác nhé, đứng hót từ nãy giờ rồi, được khoảng tầm 3 phút rồi nhưng mà chim chưa hề di chuyển một tí nào luôn. Đầu mặt đẹp, hai họa rất là nét, chân cành đào nhưng mà màu vàng, các bác cho ăn cám ngon, có nhiều ngô một tí là đặc biệt là sang mùa lông sau nó sẽ vàng. Nó vào trời sắp mưa khó lấy nét thật đấy. À, quay mặt đi. Tối. Tối, trời tối. Con này phải quay trời nắng mới đẹp. Lông nó vẫn bóng hơn. Đúng. Lấy nét khó quá các bạn. Em xin phép dừng clip đây nhá. Bác nào bố kết em này thì alo em cho số điện thoại là 0974648999 nhá. Cảm ơn các bác đã xem dõi video nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau nhá. Xin chào tất cả các bác nhá.